chào và rất cảm ơn quý vị và các bạn. Vì khung giờ 11 giờ thì có rất nhiều kênh phát tin tức, nhưng quý vị vẫn chọn kênh HKTV xem Chuyển động Đông Tây 24 giờ phát sóng trực tiếp hàng ngày. Giống như mọi ngày thì những tin tức mới, hấp dẫn, thiết thân với cuộc sống người dân sẽ được cập nhật liên tục trong chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bạc Liêu, một tấn tôm bị bơm quá chất vừa được ngăn chặn. Hải Phòng, sự thật đằng sau clip bị cướp con giữa phố. Người dân Mỹ phẫn nộ, người phụ nữ bị nhốt trong container và bị hãm hiếp suốt 2 tháng. Bất kể nắng mưa, ngôi nhà đặc biệt này vẫn vượt núi đến vùng hẻo lánh nhất để sưởi ấm cho bà con Khmer ở tỉnh An Giang. Những bước chân tình nguyện ấy là ai? Họ đã làm gì mà bà con vùng bảy núi nói rằng đó là sự sẻ chia vô giá? Mời quý vị và các bạn cùng xem Chuyển động Đông Tây 24 giờ trưa nay. Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhi mới 8 tuổi bị phình động mạch cảnh với kích thước khổng lồ khoảng 10 x 12cm. Đây là bệnh lý nguy hiểm nhưng mà triệu chứng thì thường rất là mơ hồ với tỷ lệ mắc là khoảng từ 1 đến 2% trong cộng đồng. Thưa quý vị, do triệu chứng bệnh đã khá nặng nên các chuyên gia nhận định nếu không kịp thời can thiệp thì sẽ có nguy cơ tử vong cao. Với chức trách cứu người, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã rất cân não suốt 12 tiếng đồng hồ để giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Bệnh nhi đã mất thị lực mắt trái nhiều năm và trong vòng 1 tháng, thị lực mắt phải đã giảm sút. Hiện mắt chỉ nhìn đếm ngón tay. Ca phẫu thuật có sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật mạch máu thần kinh của Nhật Bản diễn ra hơn 12 tiếng đồng hồ và đã kết thúc tốt đẹp. Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị phục hồi sức tích cực. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong ba nước sản xuất tôm hàng đầu trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hiện khoảng gần 4 tỷ đô la Mỹ một năm. Chính phủ đã đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành một công xưởng sản xuất tôm của thế giới. Người thực hiện sứ mệnh này chính là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong lúc này, bà con đang phơi phới một niềm tin về tương lai thì lại có những con sâu làm trầu nồi canh, bơm tạp chất vào tôm để kiếm tiền bất chính. Hành động này không chỉ hủy hoại uy tín chất lượng của con tôm trên thị trường thế giới mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ nuôi tôm chân chính bởi vì họ không làm mà phải bị mang tiếng. Như tin tức Mekong đã đưa tin nhanh vào lúc 18 giờ 30 phút hôm qua, chiều tối ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang hai cơ sở có hàng chục công nhân đang bơm bột rau câu vào tôm và tang vật thu giữ được là hơn 1 tấn tôm. Vụ việc đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thủ đoạn này được lật tẩy như thế nào? Cộng tác viên Nguyên Khang từ tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời gửi thông tin cụ thể về vụ bắt nóng này cho chương trình Chuyển động Đông Tây 11 giờ trưa nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đoàn kiểm tra liên ngành chia làm hai mũi. Mũi thứ nhất, đoàn kiểm tra bắt quả tang cơ sở của bà Phạm Thị Mộng, 31 tuổi, ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu làm chủ. Thời điểm kiểm tra, phát hiện có 5 công nhân đang bơm tạp chất agar, còn được gọi là rau câu, vào khoảng 300 kg tôm sú và tôm thẻ chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Cùng thời điểm này, đoàn kiểm tra cũng bắt quả tang cơ sở kinh doanh tôm sú của ông Lê Văn Bông, cùng xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, bắt quả tang 7 công nhân đang chích tạp chất agar vào 500 kg tôm sú, tôm thẻ. Sau khi làm việc với hai hộ kinh doanh này, đoàn kiểm tra đã thu giữ trên 30 kg bột agar đã pha để bơm vào tôm nguyên liệu. Bà Mộng và ông Bông khai nhận cứ 100 gram bột ara nấu thành rau câu thì bơm được vào 100 kg tôm thành phẩm. Mỗi ngày, hai cơ sở này bơm được trên 200 kg tôm thành phẩm có chứa tạp chất ara. Đoàn kiểm tra đã thu giữ một số tang vật có liên quan để xử lý theo quy định. Theo các chuyên gia, khi tôm bị bơm tạp chất sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn Shigella xâm nhập và gây bệnh kiết lỵ, vi khuẩn Salmonella gây bệnh thương hàn nhiễm trùng máu. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 6 trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video clip với nội dung một người đàn ông đánh phụ nữ bắt cóc trẻ em trên đường Lạch Trai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng khiến người dân rất bức xúc. Ngay lập tức thông tin này gây hoang mang dư luận vì lo ngại sự táo tợn của bọn bắt cóc trẻ em ngay giữa ban ngày. Ngay sau đó công an đã vào cuộc điều tra và khẳng định đây là tin đồn thất thiệt. Vậy thì nội tình của vụ việc này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, tuy nhiên thông tin này chỉ là một tin đồn thất thiệt. Trong clip thì một phụ nữ khóc nức nở khi đang ôm con nhỏ và tố cáo một người đàn ông trung niên bên cạnh đã hành hung và đòi cướp đứa bé. Bên cạnh là nhiều người dân tỏ ra bức xúc
Một số người có biểu hiện muốn tấn công người đàn ông này vì cho rằng đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền sau khi clip phát tán đã đưa các đương sự về trụ sở để làm rõ. Sau đó khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em. Người đàn ông trong clip là Phạm Thế Hoàng, 39 tuổi, trú quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Người phụ nữ là Lưu Thị Huyền Trâm, 27 tuổi, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Cả hai vốn có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay nhau. Chiều 9 tháng 6, anh Hoàng tình cờ gặp chị Trâm chở theo con nhỏ nên mời đi uống nước để nói chuyện. Tuy nhiên, chị Trâm không đồng ý và hô cướp nên bị anh Hoàng đánh. Vụ việc được người đi đường quay clip và đưa lên mạng xã hội. Rất may, tình huống vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm. Cũng liên quan đến việc lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ngày 11 tháng 6, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt 12 triệu 500 ngàn đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, 26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, về hành vi là cung cấp nội dung thông tin sai sự thật. Vào tối ngày 6 tháng 6, trên trang Facebook có tên là Ngọc Nguyễn đã đăng thông tin có nhóm người thực hiện hai vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, bà Ngọc đã thừa nhận tự nghĩ ra nội dung vụ việc và đăng tải lên trang Facebook cá nhân nhằm thu hút sự chú ý để bán hàng online thêm hiệu quả. Đồng thời, với quyết định xử phạt thì cơ quan công an cũng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc gỡ bỏ thông tin bịa đặt trên Facebook của mình. Có nhiều cách để mà thu hút khách hàng, nhưng mà nghĩ ra cái trò trời ơi tất hỡi như thế này thì quả là tai hại, gây nhiều hoang mang cho người dân và tổn hại đến kinh tế của chính mình. Dân, nhưng mà anh Tuấn Anh này, tôi thấy á, chuyện mà người dân của chúng ta lo lắng về việc bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ban mặt là hoàn toàn có cơ sở. Thưa quý vị, bởi trong thời gian qua thì xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em trong những lúc mà phụ huynh sơ hở để trẻ em ở nhà một mình hoặc là hơ hỏng giữa chốn đông người. Trong những lúc này, kẻ xấu dụ dỗ và bắt cóc trẻ đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Dân, và tôi nghĩ là những điều chị Ngọc Mai vừa nói cũng là nỗi lo của rất nhiều người. Vậy thì làm sao các em có thể nhận diện được kẻ xấu để thoát khỏi nạn bắt cóc và nặng hơn là xâm hại tình dục khi mà không có phụ huynh bên cạnh? Thì câu chuyện sinh tồn hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này để các bậc làm cha làm mẹ rèn luyện kỹ năng tự vệ cho trẻ một cách rất là khoa học. Quý vị quan tâm nhớ đón theo dõi ở phần sau của chương trình sau ít phút nữa. Và chương trình xin được liên tục với những tin tức đáng chú ý về quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một đoạn video clip vừa mới được hãng thông tấn Anh Reuters công bố vào ngày hôm qua đã khiến không ít người phải giật mình và giận dữ. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc lực lượng cảnh sát bang Nam California của nước Mỹ giải cứu Kala Brown, 30 tuổi, sau khi nạn nhân đã bị bắt cóc, giam cầm và bị trói như là động vật trong container và bị cưỡng hiếp suốt 2 tháng trời. Thủ phạm được xác định là một tên tội phạm tình dục có tiền án từ trước đó. Cảnh sát cho biết, sau khi nghe thấy tiếng kêu gào của Kala, họ đã nỗ lực phá cửa chiếc container màu xanh, sau đó tiến vào trong kiểm tra và phát hiện nạn nhân đang bị xích cổ bên trong không gian tối tăm. Trước đó, Kala và bạn trai đã mất tích suốt 2 tháng trước khi được giới chức phát hiện và giải cứu. Định vị điện thoại của cô cho thấy nạn nhân đã ở trong khu vực này trước khi hoàn toàn biến mất. Thi thể của bạn trai cô sau đó đã được tìm thấy cùng với các phần thi thể của những nạn nhân khác trong khu vực của thủ phạm. Ngoài việc bắt cóc và cưỡng hiếp Kala, tên này còn thú nhận đã liên quan đến cái chết của 7 người khác và đã giết 4 người trong một cửa hàng mô tô ở Nam California vào năm 2003. Ngày 11 tháng 6, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn 900 tù nhân chạy trốn sau khi nhà tù Kankwaji ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo bị những kẻ lạ mặt tấn công. Các lực lượng chức năng của chính phủ đang tập trung truy nã phạm nhân trốn trại. Hiện tại thì chỉ còn lại 30 tù nhân đang bị giam giữ trong tổng số 966 người bị giam ở nhà tù này. Đường trơn sau đợt mưa lớn đã gây nên vụ tông xe nhau liên hoàn trên một đoạn đường cao tốc ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Đoạn video vừa được đăng tải trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy có ít nhất 5 chiếc xe đã va chạm với nhau trong vụ tai nạn này. Vụ việc khiến một người chết và 3 người bị thương. Chuyển sang khu vực khác. Thưa quý vị, là một quốc gia có phần lớn lãnh thổ là sa mạc, Qatar chỉ có thể sản xuất dưới 10% lượng lương thực mà người dân nước này tiêu thụ. Phần lớn ngũ cốc, rau củ, thịt, dầu ăn của Qatar đều được nhập khẩu từ các nước láng giềng. Trong bối cảnh bị một loạt nước Ả Rập cô lập, Qatar đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Vào ngày 11 tháng 6, giới chức Iran cho biết Tehran đã gửi đến hàng trăm tấn lương thực cho Qatar để giúp quốc gia này tạm thời vượt qua khủng hoảng.
người đứng đầu cơ quan hàng không quốc gia Iran cho biết hiện đã có 5 máy bay chở thực phẩm, bao gồm các loại rau củ quả tới Qatar. Mỗi máy bay chở trung bình 90 tấn hàng. Trong ngày 11 tháng 6, có thêm một máy bay chở hàng nữa tới Qatar. Giới chức hàng không Iran không nêu rõ số hàng này được gửi theo diện xuất khẩu hay hàng viện trợ. Ngoài ra, hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn tin địa phương cho biết, ba tàu vận tải chở 350 tấn lương thực cũng đã rời cảng Deir của Iran đến Qatar. Trước đó, Iran cũng đã mở rộng không phận cho phép Qatar tăng thêm 100 chuyến bay mỗi ngày sau khi các nước láng giềng cấm vận không phận đối với máy bay của Qatar. Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua Qatar tuyên bố công dân các nước vùng vịnh vẫn tiếp tục được đón chào tại quốc gia này. Bất chấp việc trước đó Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã yêu cầu mọi công dân Qatar buộc phải rời khỏi các nước này trong vòng 14 ngày. Chính phủ Qatar tuyên bố sẽ không áp dụng biện pháp đả đũa với công dân các nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này, khẳng định chiến dịch trên là thù địch chống Qatar. Doha cũng tuyên bố những biện pháp này không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu khí đốt quan trọng của quốc gia này. Những nội dung tiếp theo của chương trình Chuyển động Đông Tây 24 giờ trưa nay. Quảng Trị, bà con nông dân khóc theo cơn mưa dài vì hơn 100 hecta lúa bị ngập úng. Khói rơm rạ lại tấn công ngoại thành Hà Nội. Bất kể nắng mưa, ngôi nhà đặc biệt này vẫn vượt núi đến vùng hẻo lánh nhất để sưởi ấm cho bà con Khmer ở tỉnh An Giang. Một sự chia sẻ vô giá. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay, ngày 12 tháng 6, vị trí tâm bão số 1 có tên là Mopok đang ở cách Hồng Kông của Trung Quốc khoảng 350 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Như vậy, có nghĩa là cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta đã suy yếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương còn cho biết, trong năm 2017 sẽ có khoảng 13 đến 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó thì có khoảng từ 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến thời tiết bất lợi như thế này thì bà con nông dân ai cũng rầu bởi ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ lúa hè thu. Sau đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp trong những ngày vừa qua, trên địa bàn của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có mưa to khiến cho nhiều diện tích lúa hè thu của bà con nông dân mới gieo bị ngập úng và cuốn trôi, phải gieo xạ lại từ đầu. Nước mắt của người nông dân rơi theo những cơn mưa dài. Đang là vụ hè thu, nhưng nhiều cánh đồng ở huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị mênh mông nước như mùa lũ. Nước chảy lênh láng băng qua cả các trục đường. Hàng chục hecta lúa mới gieo của bà con nông dân đã bị ngập chìm dài ngày trong nước. Tất cả giống lúa mới gieo bị hư thối, hàng tấn phân bón bị cuốn trôi theo dòng nước. Không chỉ thiệt hại về giống đã gieo, số giống trong dân chuẩn bị gieo nhưng giờ ruộng bị ngập, không thể gieo cũng bị hỏng. Nguyên nhân của tình trạng trên là do mưa nhiều, cống thoát ở đập Đa Tô Sơn, thành phố Đông Hà nhỏ nên nước thoát chậm. Hiện huyện Cam Lộ chỉ đạo các địa phương tích cực tháo úng, bơm tát ở những diện tích có thể. Thưa quý vị, lúa bị ngập úng như thế thì bà con nông dân đứt từng đoạn ruột, tiếc hụi hụi bởi lúc này giá lúa hè thu đang tăng, thị trường đang chuyển động theo hướng tích cực. Và cụ thể thì giá lúa diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin mà chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, đầu vụ thì lúa tươi ở đồng bằng sông Cửu Long đang được thương lái mua tại ruộng với giống IR50404 ở mức là từ 4.100 cho đến 4.200 đồng một ký, đối với giống OM5451 ở mức là từ 4.700 đến 4.800 đồng một ký. Và đến thời điểm này, giá lúa có nhích lên đối với giống IR50404 ở mức là từ 4.500 đến 4.600 đồng một ký, đối với giống OM5451 ở mức là từ 4.800 đến 5.200 đồng một ký. Vâng, thưa quý vị, cùng thời điểm này vào năm ngoái thì giống lúa IR50404 chỉ có giá là từ 4.000 đồng một ký, còn đối với giống OM5451 ở mức là 4.500 đồng một ký.
tức năm nay giá lúa đã tăng lên khoảng là 15%. Nguyên nhân giá lúa tăng là do thời tiết bất lợi, dịch bệnh phát sinh nên sản lượng lúa hè thu đã giảm. Cũng theo các thương lái thì từ đây cho đến cuối vụ, giá lúa sẽ giữ mức ổn định hoặc có thể tăng thêm từ khoảng 100 đến 200 đồng một ký tùy loại. Một nguyên nhân khác nữa khiến cho lúa gạo năm nay ổn định hơn là thông tin về xuất khẩu gạo đang có chiều hướng khởi sắc. Mới đây, bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Bangladesh vừa được ký kết gia hạn, có hiệu lực 5 năm từ năm 2017 đến năm 2022. Theo đó, mỗi năm Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh 1 triệu tấn gạo. Sau khi ký kết bản ghi nhớ này, thì phía Bangladesh cho biết muốn mua ngay 250 đến 300 ngàn tấn gạo từ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây là tín hiệu vui sau một năm dài ảm đạm của thị trường gạo xuất khẩu Việt Nam. Nhớ lại vào năm 2013 thì nước ta xuất khẩu gạo là 6 triệu 7 một tấn và vào năm 2014 đó chính là 6 triệu 400 ngàn tấn. Còn đối với năm 2015 thì nước ta xuất khẩu là 6 triệu 600 ngàn tấn. Tuy nhiên, cho đến năm 2016 thì giá trị xuất khẩu đã giảm mạnh chỉ còn 4 triệu 800 ngàn tấn gạo tùy loại. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được thông tin là do vậy trong bối cảnh ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam còn gặp khá là nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra, thì việc Bangladesh ký kết bản ghi nhớ về thương mại gạo có giá trị 5 năm với Việt Nam được kỳ vọng sẽ là giải quyết được phần nào bài toán đầu ra, giúp cho các doanh nghiệp và bà con nông dân yên tâm trong việc canh tác. Vâng, với tín hiệu mà chị Ngọc Mai vừa nói thì đó cũng xem như là một cái niềm vui, một cái tín hiệu tích cực cho lúa gạo Việt Nam. Và nếu như lúc nãy chị Ngọc Mai có đề cập đến việc người dân Quảng Trị hàng năm hàng trăm hecta mạ mới gieo xạ của bà con nông dân đã gặp thời tiết bất lợi gây thiệt hại lớn, thì trong lúc này nông dân Hà Nội đang thu hoạch vụ lúa chiêm xuân và hình ảnh khói bay rợp trời khiến người dân thủ đô không vui chút nào, bởi vì tình trạng đốt rơm rạ trên các cánh đồng và dọc các con đường xảy ra khá là phổ biến ở khu vực ngoại thành. Hậu quả là vài ngày trở lại đây tại một số địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội như là Đan Phượng, Phúc Thọ thì nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố đều chìm trong khói. Thưa quý vị, ngoài ra thì theo nhiều nông dân, họ đốt ngay tại đồng để tiết kiệm công sức. Việc phơi phóng rơm rạ như xưa tốn nhiều công sức lại lỉnh kỉnh. Hiện nay không mấy ai sử dụng rơm để nấu, để cho trâu bò ăn thì chủ yếu ăn cỏ, cho nên họ đốt luôn. Thậm chí là tại nhiều tuyến đường, do khói và lửa từ việc đốt rơm bùng lên quá lớn thì các phương tiện phải đứng chờ đến khi hết khói mới có thể tiếp tục di chuyển. Khảo sát của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho thấy, mỗi năm Hà Nội phát sinh trên khoảng 1 triệu tấn rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Vì thế, trước các vụ thu hoạch lúa, Chi cục đều gửi văn bản đề nghị các địa phương tuyên truyền để người dân không đốt rơm rạ. Tuy nhiên, mùa thu hoạch lúa chim này thì tình trạng đốt rơm rạ vẫn diễn ra khá là phổ biến. Cuối tháng 5 vừa qua, Chi cục đã tổ chức cho 100 hộ nông dân ở xã Thọ Xuân của huyện Đan Phượng ký cam kết không đốt rơm rạ và sử dụng phế phẩm sinh học được tặng miễn phí để họ xử lý thành phân hữu cơ và vi sinh. Các chuyên gia của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cho biết, rơm rạ cháy không hết hoàn toàn sẽ gây ra aldehyde, và khi rơm rạ cháy cũng sinh ra bụi mịn. Khói mù có lẫn aldehyde và bụi mịn sẽ khiến người dân cảm thấy cay mắt. Thế nên bà con đừng nên đốt rơm rạ và xử lý theo biện pháp của ngành chức năng khuyến cáo, mà sử dụng chế phẩm sinh học được tặng miễn phí để xử lý thành phân hữu cơ và vi sinh để bảo vệ môi trường sống. Và tiếp ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn của Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp các loại ô tô với nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau. Các đối tượng nhằm vào sự sơ hở và chủ quan của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an Hà Nội đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp ô tô. Sau đây là thông tin chi tiết về vụ việc nóng này. Mới đây nhất, trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ trộm ô tô con táo tợn ngay trên đường phố. Vào khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 4, anh Bùi Tuấn Anh ở thành phố Hà Nội điều khiển chiếc xe Range Rover đến trước nhà số 125 Tây Sơn thì dừng lại, vào cửa hiệu mua thuốc. Lúc này, lợi dụng xe không tắt máy, đối tượng Linh đã lên xe lái đi. Linh điều khiển xe qua nhiều tuyến đường và đã gây ra tai nạn liên hoàn, tông vào 5 xe máy, khiến cho 2 người bị thương, phải nhập viện. Sau khi truy đuổi, lực lượng công an và người dân đã bắt giữ được Linh. Không chỉ gây án với những chiếc xe sang đắt tiền, ngay những chiếc xe ô tô tải cũng là mục tiêu của đạo chích. Đường dây trộm xe tải liên tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình vừa được công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội triệt phá, bắt 4 đối tượng trong đường dây trộm cắp.
7 trong tổng số 8 chiếc xe ô tô tải là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá lên tới hơn 2 tỷ đồng đã được thu giữ. Để đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp ô tô đạt hiệu quả cao, ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, thì việc luôn nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Đây chính là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và tội phạm trộm cắp ô tô nói riêng, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, tệ nạn cờ bạc đá gà thời gian qua gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù các ngành chức năng thường xuyên nhắc nhở răn đe, nhưng mà xem ra chế tài chưa đủ mạnh để các đối tượng có máu đỏ đen này ngừng sát phạt. Vào trưa ngày hôm qua, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn tiền tại phần đất trống thuộc ấp 2A, thị trấn 7000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền cùng tang vật gồm nhiều điện thoại di động, 10 xe mô tô, gần 43 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế đáng buồn là một số thanh thiếu niên ngày nay hầu như là thích được hưởng thụ mà không phải lao động vất vả để kiếm tiền. Chỉ việc ngồi ở nhà lên kế hoạch trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Nhưng hành động sai trái thì sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vào ngày hôm qua 11 tháng 6, Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt tạm giam đối tượng là Trần Nguyễn Nhật Huy để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Huy đã đột nhập vào nhà của người dân lấy trộm điện thoại di động, máy vi tính, đồng hồ, ví và xe máy, rồi tẩu thoát. Số tài sản trộm cắp được, Huy đã mang đi thế chấp, bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Huy khai nhận, ngoài vụ trộm cắp trên thì đối tượng này còn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp khác trên địa bàn của thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, là con đường chính huyết mạch vận chuyển hàng hóa cho cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Tân Vũ, Lạch Huyện. Cây cầu vượt biển hiện đại nhất dài gần 5 cây rưỡi số, hứa hẹn trong tương lai mở ra thế vận mới về phát triển cảng biển cho thành phố và cả khu vực miền Bắc. Thưa quý vị, không những như vậy thì khi cầu được đưa vào hoạt động thì việc đi lại bằng ô tô giữa đất liền từ thành phố Hải Phòng sang đảo Cát Hải chỉ mất khoảng 5 phút thay vì là mất hàng tiếng đồng hồ đi phà như hiện nay. Cây cầu này có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Cầu vượt biển Tân Vũ Lạc Huyện hiện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9 tới. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với những kỹ thuật xây dựng lần đầu tiên được thực hiện. Cây cầu dài 5 cây rưỡi số thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ Lạc Huyện với tổng chiều dài trên 15 cây số rưỡi. Cầu Tân Vũ Lạc Huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, mặt cầu rộng 16m gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự án gần 11.850 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những người làm từ thiện thì luôn lúc nào cũng có rất nhiều ý tưởng sáng tạo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người nghèo cảm thấy mát lòng với những thùng trà đá được đặt ở khắp nơi, ở các góc đường, hay là bụng được no hơn nhờ những tủ bánh mì hiện diện ở đâu đó trên những góc phố thân quen. Và còn đây nữa, tủ quần áo không đồng đã giúp cho bà con khó khăn, trẻ em cơ nhỡ được ấm tấm thân. Lòng tốt luôn trải dài đầy nghĩa tình như thế. Những trái tim nhân hậu ấy luôn mong muốn một điều duy nhất là san sẻ khó khăn với bà con nghèo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một việc làm rất tử tế của Hội Bảo trợ Người Tàn tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Phóng sự này do cộng tác viên Bảo Phong thực hiện gửi riêng cho chương trình Chuyển động Đông Tây 24 giờ. Tác giả đã có một cái nhìn đầy yêu mến trước tấm lòng thiện nguyện của hội dành cho bà con dân tộc thiểu số nơi vùng bảy núi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Suốt gần 4 tháng nay, cửa hàng không đồng, thừa thì cho, thiếu thì giận, nằm ở góc đường của thị trấn Tri Tôn, đã nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc thu hút được sự quan tâm, tham gia của bà con nghèo trong huyện. Để cửa hàng hoạt động hiệu quả, phục vụ được nhiều người thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên nhóm từ thiện thuộc Hội Bảo trợ Người Tàn tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã đề ra quy định riêng. Chẳng hạn, mỗi người đến cửa hàng chỉ được chọn miễn phí nhiều nhất 4 bộ quần áo. Riêng các vật dụng như TV, xe đạp, bếp ga, do số lượng hạn chế nên bà con nghèo đăng ký thì người phục vụ sẽ xác minh, xem xét rồi cấp phát theo thứ tự ưu tiên. Đồ cho không lấy tiền, thoải mái lựa đem về xài, cũng còn đẹp và sạch lắm. Có cửa hàng không đồng này, người dân tộc ở Tri Tôn cũng mừng lắm.
vì có nơi hưởng thụ ăn mặc mà không tốn tiền. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã chăm lo đời sống chúng tôi. Luôn trăn trở làm sao để việc phục vụ cho người kèo, nhất là đồng bào Khmer trong Phum Sóc được hiệu quả nhất, ban quản lý cửa hàng đã triển khai thêm hoạt động tổ chức những chuyến xe hàng lưu động trực tiếp đến các vùng sâu hẻo lánh như các xã Cô Tô, An Tức, Châu Lăng, Lê Trì, Vĩnh Phước để phục vụ miễn phí cho bà con. Các cửa hàng sau khi được tổ chức khai trương thì một thời gian thì chúng tôi nghiên cứu rằng chỉ phục vụ được một vùng bán kính nhỏ thôi, bà con gần gũi đó, còn những cái bà con ở xa thì họ không có cái phương tiện và kiện đến để mà hưởng lợi cái này. Thật ra chúng tôi mới bàn bạc và tổ chức một cái các cái chuyến xe lưu động đi tận cái vùng sâu, những cái phum sóc, những cái ấp xa xôi để phục vụ cho bà con. Từ nghĩa cử cao đẹp và nỗ lực của các thành viên trong ban quản lý, cửa hàng Không Đồng, thừa thì cho, thiếu thì nhận, với tinh thần đùm bọc sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, xứng đáng được đón nhận tình yêu thương của những người dân ở huyện miền núi Tri Tôn, tỉnh An Giang, cũng như trong toàn khu vực. Tiếp tục chương trình là phần tin người tiêu dùng cảnh giác. Xin được mời chị Quỳnh Như. Kính chào quý vị các bạn. Phần tin người tiêu dùng cảnh giác hôm nay, mời quý vị cập nhật những thông tin sau đây. Chuyên gia cảnh báo uống phải thuốc giả bệnh sẽ nặng thêm. Tìm hiểu công dụng son gấc dưỡng môi của cô nàng 9X ở Gia Lai. Thưa quý vị, nếu không may bị bệnh, bắt buộc chúng ta phải dùng đến thuốc. Nhưng đôi khi mua phải thuốc giả thì nguy hại khôn lường. Điều này trở thành nỗi lo thường trực khi gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc bị làm giả, làm nhái hết sức tinh vi mà tác hại của nó đến với cơ thể người bệnh đã được các chuyên gia y tế cảnh báo từ lâu. Đây là thuốc Vaterin 20mg loại biệt dược trợ tim chống những cơn đau thắt ngực vừa bị Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi do làm giả, chữ trên dĩ thuốc nhòe, khó đọc và ghi sai nhà sản xuất là công ty Le Laboratoire Servier Rang, trong khi nhà sản xuất là công ty Le Laboratoire Servier, hay là sản phẩm thuốc Redisolon 5mg, hay là thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch cũng bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo một dược sĩ ở Hà Nội, hiện nay người tiêu dùng khó phân biệt thuốc thật giả nếu chỉ nhìn bao bì nhãn mác. Nếu uống phải thuốc giả, bệnh sẽ không khỏi, thậm chí đối với những người bị bệnh nặng, chẳng may mua phải thuốc giả, bệnh không được điều trị kịp thời, sẽ gây ra biến chứng có nguy cơ tử vong cao. Thực trạng hiện nay thì người tiêu dùng không nên tự ý mua thuốc trôi nổi về sử dụng. Tốt nhất là nên đến bác sĩ hoặc là dược sĩ để được tư vấn. Cần xem xét kỹ tem, nhãn mác của sản phẩm, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thời hạn của thuốc trước khi dùng. Thưa quý vị, thị trường làm giả nhái cùng rầm rộ không kém đó chính là son môi. Son giả, son nhái theo thương hiệu nổi tiếng đang được bán tràn lan với nhiều loại giá. Qua thẩm định, những thỏi son này chứa rất nhiều chất độc hại đến sức khỏe của các chị em phụ nữ. Với tình trạng này, quý vị nên tìm cho mình những giải pháp làm đẹp tốt nhất. Hãy tìm hiểu những loại son môi với nguyên liệu tự nhiên từ trái gốc của một cô nàng 9X quê Gia Lai sản xuất. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Dinh Nữ Diệu Mơ đã nghiên cứu phương pháp sản xuất son dưỡng môi từ nguyên liệu gốc và dầu dừa theo đơn đặt hàng của bạn bè trong đợt lạnh kỷ lục năm 2015. Nhờ có kiến thức nền tảng về phân tích hợp chất nên Mơ cho ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên được người dùng chấp nhận. Sản phẩm đã có chứng nhận chất lượng bởi cơ quan quản lý. Công dụng của dầu gốc chứa rất nhiều vitamin A, E và lycopene, giúp ngừa oxy hóa tốt, cung cấp độ ẩm, giúp tăng độ đàn hồi, góp phần tái tạo làn da và trị thâm hiệu quả. Vì vậy, son gấc dưỡng môi làm cho môi thêm mịn màng và tươi tắn. Quý vị sẽ yên tâm thoa môi nhiều lần nếu thấy màu nhạt bớt mà không bị thâm môi hay ngộ độc gì nhé. Trong mùa hè nắng nóng, nhất là ở khu vực phía Bắc thì vừa trải qua những ngày trong chảo lửa, nhiệt độ lên cao từ 39 đến 45 độ. Việc đổ xe ô tô trực tiếp dưới trời nắng nóng như thế, xe của quý vị rất mau xuống đời.
Đáng quan tâm nữa là nhiều vật dụng để trong chiếc xe, nếu quý vị không cảnh giác sẽ dễ phát nổ, biến dạng, bốc cháy. Những cảnh báo về việc đừng bao giờ để đồ dễ tăng áp suất trong xe đã được các chuyên gia khuyến cáo từ rất lâu. Đó là những vật dụng như là bình cứu hỏa, bật lửa, lon nước ngọt có ga đều có nguy cơ phát nổ. Còn ở nhiệt độ cao hơn từ 60 độ C thì các loại pin, bật lửa, bình phun hoặc xịt có thể nổ. Đồ trang điểm thì bị bỏng, nóng chảy, dung dịch tẩy móng tay thì có thể bị phát lửa. Ngoài ra, quý vị có thể để viêm thuốc nén, viêm nhọng trong xe nóng thì thuốc sẽ trở nên vô tác dụng hoặc thậm chí là gây nguy hiểm đến người dùng. Các chuyên gia khuyên bạn nên đổ xe dưới bóng râm nếu có thể, nên mua tấm che hoặc là bạt phủ chuyên dụng để bảo vệ xe. Hiện nay thì trên thị trường có các loại bạt chống nóng cho xe với giá khoảng từ 750.000 đồng, với 3 loại dành riêng cho xe sedan, hatchback và xe cỡ lớn. Thưa quý vị, đầu tháng 6 này, cơn lốc giảm giá xe ô tô của nhiều nhãn hàng đã làm cho nhiều người trỗi dậy ý định sở hữu ngay những chiếc xe hộp. Không biết quý vị nào đã có ý định mua xe ô tô hay chưa? Nếu có thì quý vị hãy tìm hiểu ngay những mẫu xe của các hãng nổi tiếng ngay sau đây. Honda Việt Nam tung ra chương trình ưu đãi cực sốc. Mẫu xe có mức giá giảm mạnh nhất là Honda CR-V phiên bản 2.4 AT, thấp hơn giá đề xuất 100 triệu đồng. Hàng loạt mẫu xe ô tô khác của ông lớn ô tô Nhật Bản này cũng giảm giá rất mạnh, như Honda Civic từ ngày 5 tháng 6 sẽ được giảm trực tiếp với giá là 50 triệu đồng. Accord và Odyssey cũng được giảm 100 triệu đồng. Trong tháng 6 này, hãng xe Nissan cũng được giảm từ 10 đến 98 triệu đồng cho khách mua xe từ hãng X-Trail. Còn hãng Hyundai thì giảm từ 10 đến 70 triệu đồng. Các mẫu xe như Ford và Ford Everest giảm hơn 100 triệu đồng. Ford Focus được giảm thêm từ 5 đến 10 triệu đồng. Phần trình bày của tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin mời anh Tuấn Anh và chị Ngọc Mai tiếp tục chương trình. Quý vị và các bạn, trẻ em được xem là đối tượng dễ bị tấn công và trục lợi của bọn tội phạm hay những người có ý đồ xấu. Đã là cha là mẹ thì ai cũng rất lo lắng trước việc con mình có sử dụng bạo lực nơi học đường hay không, hay là nặng hơn là gặp phải những kẻ yêu rô xanh hoặc giả là nạn nhân của những kẻ bắt cóc trẻ em. Khi không có người thân ở cạnh thì trẻ em làm sao thoát khỏi những nanh vuốt ấy? Không còn cách nào khác là phải dạy cho trẻ những kỹ năng phòng vệ. Nhưng mà quan trọng là dạy như thế nào để các em nhận diện được kẻ xấu. Những chuyên gia về tâm lý học đã gợi mở nhiều điều rất chí lý để giúp các bậc phụ huynh giải quyết vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện sinh tồn ngày hôm nay. Mối nguy hiểm rình rập trẻ em đầu tiên phải kể đến đó là xâm hại, bắt cóc. Tiếp theo là bạo lực học đường, tụ tập thành nhóm ăn chơi trác tán. Và cuối cùng là sa vào tệ nạn khi chơi với bạn xấu. Giữa tháng 3 năm 2015, Hậu Giang xôn xao trước video clip hai học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thị xã Ngã Bảy đánh nhau đến ngất xỉu chỉ vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Sau đó, một trong hai em đã nghỉ học trong sự tiếc nuối của gia đình bởi họ bất lực trong việc định hướng con em mình. Cuối tháng 7 năm 2016, bé gái 4 tuổi tên Nguyễn Minh Châu ở thủ đô Hà Nội đã mất tích bí ẩn. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy. Bé bị bắt cóc khi đang chơi một mình ngoài con đường gần nhà, còn người trông giữ thì đang phơi quần áo. Và nhiều hơn nữa, những hình ảnh học sinh trung học hôn nhau, hút thuốc, bị bắt gặp tràn lan ngoài đường phố hay những góc khuất tối tăm. Theo chuyên gia tâm lý Phan Thị Xuân Thảo, khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, cách xử sự trong gia đình ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Ví dụ như bố mẹ quá bận rộn, thường cãi nhau, ly hôn hay áp đặt, tất cả đều để lại những dấu ấn đậm nhạt khác nhau trong tâm hồn trẻ thơ. Theo thống kê, có đến 50% số trẻ sống trong hoàn cảnh áp lực bị rối loạn tâm lý và cố tìm hướng để được giải thoát. Đối với thực trạng này thì phòng là chính, liều thuốc duy nhất là kỹ năng và liệu pháp tâm lý của người lớn. Theo bà Phương Hoài Nga, thạc sĩ tâm lý học, thành viên ban giám hiệu trường phổ thông liên cấp Olympia, muốn trẻ chí thú học tập, phụ huynh nên áp dụng phương pháp giờ học tự chủ theo trình tự. Bước 1, nhìn lại ngày đã qua.
là bước giúp trẻ tái hiện lại những hoạt động diễn ra trong ngày để biết được mình đã làm tốt hoặc chưa tốt việc gì, còn việc gì chưa hoàn thiện. Bước 2, lên kế hoạch buổi tối, là bước sắp xếp thứ tự ưu tiên những công việc cần làm trước và đưa ra thời gian hoàn thành cụ thể. Bước 3, thực hiện kế hoạch, đây là bước trẻ bắt tay vào công việc ngay khi đã hoàn thành kế hoạch. Bước 4, rà soát. Ở bước này, trẻ sẽ xem lại danh mục những việc cần làm, sắp xếp đồ dùng học tập, sách vở và lên kế hoạch cho ngày mai. Cứ như thế, con trẻ chẳng còn tâm lý mơ mộng tìm bạn để tâm sự hay đi chơi. Trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, cặp kè với người xấu và bị bắt cóc. Dạy cho trẻ cách nhận diện người lạ có các dấu hiệu làm cho trẻ có cảm giác sợ, nhìn và bám sát theo trẻ, rủ rê con đến một nơi nào đó và đưa ra các gợi ý đổi chác bằng các món đồ hấp dẫn. Nguyên tắc cánh tay tối thiểu, khi ở xa với con thì nên giữ một khoảng cách 2 lần chiều dài cánh tay giữa mình với con. Dạy trẻ nếu như có người lạ đến trò chuyện, con lùi lại 2 đến 3 bước. Không nhận bất cứ thứ gì của người lạ và không đi bất cứ đâu với người lạ. Những giải pháp để bảo vệ trẻ em trước nhiều cạm bẫy hiện nay không khó với các ông bố bà mẹ. Chỉ cần bỏ công và tập cho mình kỹ năng nhạy bén trong giữ trẻ thì các em sẽ được sống an toàn và phát triển lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, đợt sóng ô tô giá rẻ đang tràn vào Việt Nam, kéo theo đó là nhu cầu tiêu thụ cũng tăng cao. Vì thế mà các công ty kinh doanh ô tô đang mở rộng thị trường, tìm kiếm những nhân viên nhạy bén, có am hiểu về lĩnh vực này để phát triển thị trường. Nếu như yêu thích công việc này, thì người lao động có thể tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô Trường Dũng ở thành phố Cần Thơ để xin việc. Công ty đang tuyển 5 nhân viên kinh doanh phụ trách việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, thương thảo giá cả hợp đồng thuê xe. Yêu cầu đối với vị trí này là người lao động có tuổi đời dưới 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc cao. Ưu tiên những ứng viên có bằng lái xe B2 và có kinh nghiệm tư vấn bán hàng với mức lương trên 5 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm hoa hồng. 6 vị trí tài xế xe dấu D, tức người được điều khiển các phương tiện từ 10 đến 30 chỗ ngồi, cũng đang chờ ứng viên nam dưới 45 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, tính tình cẩn thận, rành đường đến các địa điểm tham quan du lịch. Mức lương đối với vị trí này là 10 triệu đồng một tháng. Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ô tô Trường Dũng, địa chỉ 44A, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, hoặc liên hệ số điện thoại 0939 148 000 gặp anh Trường để biết thêm chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, như thông tin chúng tôi đã đề cập thì sáng thứ Bảy vừa qua, Ngày hội tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Cần Thơ do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức đã quy tụ hơn 400 sinh viên và đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Thông qua phỏng vấn trực tiếp, các nhà tuyển dụng đã đưa ra điểm yếu mà người lao động gặp phải. Thưa quý vị, đôi khi những sinh viên mới ra trường cứ nghĩ rằng chỉ cần bằng tốt nghiệp loại giỏi khá là được. Nhưng với con mắt của nhà tuyển dụng thì học lực loại giỏi không phải là tất cả, mà yếu tố quan trọng nhất để người sử dụng lao động quan tâm là điểm khác. Chúng tôi nghĩ các bạn sinh viên và người lao động cần hết sức chú ý những thông tin ngay sau đây được phóng viên Ngọc Trân, Quài Linh ghi nhận tại ngày hội tuyển dụng sinh viên vừa qua. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, nhưng ngày hội tuyển sinh tại Trường Đại học Nam Cần Thơ đã thu hút gần 30 doanh nghiệp lớn nhỏ trên địa bàn tham gia tuyển dụng như Ngân hàng HD Bank Cần Thơ, FPT Telecom Cần Thơ, Ngân hàng Nam Á Cần Thơ, Công ty Du học Nhật Bản Traigen với hơn 500 vị trí việc làm như kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên thiết kế phần mềm, trình dược viên, chuyên viên quan hệ khách hàng. Đây là một cơ hội tốt để các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp có thể chọn cho mình một công việc phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân. Qua những cuộc phỏng vấn trực tiếp của các nhà tuyển dụng cho thấy, hầu hết các bạn sinh viên hiện nay đều trang bị tương đối đầy đủ về kiến thức chuyên môn, chuyên ngành. Tuy nhiên, về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ của các bạn còn yếu vì chưa nhận thức hết tầm quan trọng của những yếu tố này. Đây là một điểm trừ rất lớn khi các bạn sinh viên rời khỏi giảng đường để bước vào làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đòi hỏi khả năng tự lập cao như hiện nay. Nhược điểm của mình là về trình độ, nói chung là về trình độ về giao tiếp, đặc biệt là cái ngôn ngữ và ngôn ngữ Anh văn và những cái thứ tiếng khác nên cần phải trau dồi thêm để sau này có thể là có một công việc tốt hơn. Thì bản thân em thì
tự đánh giá là chưa có kỹ thông hiểu. Hạn chế của sinh viên thì còn có nhiều mặt, ví dụ như là mình không có tự tin hay mình cũng rụt rè trong quá trình xin việc, và cũng như là kinh nghiệm phỏng vấn mình cũng chưa có. Em lo lắng về cái vấn đề là mình không có kinh nghiệm, tại vì phần lớn là các doanh nghiệp tuyển dụng đều phải có kinh nghiệm. Là các bạn chưa có cái kỹ năng giao tiếp bên ngoài rộng rãi, như về mối quan hệ của các bạn á, thì cái từ cái mối quan hệ của các bạn mới là làm cho tốt công việc, phát triển được cái dịch vụ khách hàng. Một số các bạn còn rụt rè, nhưng mà qua phong cách các bạn nói chuyện mình thấy các bạn tự tin được, thì cái đó là mình sẽ đào tạo. Để khắc phục những hạn chế về kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện để các bạn tham gia thực tập, làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Kết thúc ngày hội, theo thông tin từ ban tổ chức, có hơn 300 hồ sơ dự tuyển đã gửi đến các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Có rất nhiều việc làm đang chờ người lao động. Chính vì vậy, ứng viên đừng lo lắng sẽ không tìm được việc, mà thay vào đó hãy mạnh dạn thử sức mình ở những lĩnh vực phù hợp. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh quý vị để gửi đến những thông tin tuyển dụng mới nhất. Xin được nhắc lại, 02933 583399 là số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Quý khán giả và doanh nghiệp có nhu cầu về việc làm và tuyển dụng xin liên hệ. Chuyên mục hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Biến mất 2 lần một ngày. Đài Loan, xe lăn tự chế cho thú cưng khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, máy bán hàng tự động thường được dùng để bán các sản phẩm tiện ích như là thực phẩm hay là đồ uống. Anh Tuấn Anh này, anh đã từng bao giờ nghĩ là chúng ta có thể mua siêu xe ở các máy bán hàng tự động hay chưa? Ý tưởng này nghe có vẻ là hơi điên rồ á, nhà tôi nghĩ là cũng không có nhiều người làm được điều này đâu. Nhưng mà nó đã hoàn toàn có thật nha anh Tuấn Anh. Thưa quý vị và các bạn, ý tưởng này đã được một công ty ở Singapore đưa vào thực tiễn và đã thu về kết quả rất là khả quan. Ý tưởng này được Gary Hong, giám đốc của công ty Autobahn Motors tại Singapore, chuyên bán xe đã qua sử dụng nghĩ ra. Đây có lẽ là chiếc máy bán hàng tự động lớn nhất trên thế giới khi có chiều cao lên tới 46 mét, chia làm 15 tầng, có thể chứa từ 60 đến 80 siêu xe. Người mua có thể chiêm ngưỡng toàn bộ xe từ bên ngoài rồi lựa chọn trên một màn hình cảm ứng. Chỉ cần bấm nút, chiếc xe sẽ được đưa ra trước mắt của người mua chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Máy bán hàng siêu xe của Gary Hong bắt đầu được đưa vào vận hành từ tháng 12 năm ngoái và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Ước tính kể từ khi ý tưởng này đưa vào thực tiễn, thì doanh số của công ty Autobahn Motors đã tăng lên 30%. Những chiếc siêu xe của chiếc máy bán tự động trên thì luôn là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, với tốc độ cực nhanh và âm thanh gầm rú từ bô xe thì luôn khiến cho người đi đường cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, nếu những chiếc siêu xe này được chạy trên một tuyến đường ở Pháp thì lại hoàn toàn khác. Nước Pháp cho biết sẽ thử nghiệm một loại nhựa đường thế hệ mới có khả năng làm mát mặt đường và cách âm. Khi được áp dụng, đây là một trong những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn hiệu quả tại thành phố đông đúc phương tiện giao thông như Paris. Theo đó, nơi thử nghiệm đầu tiên là một đoạn dài 400 mét của đại lộ General Leclerc ở quận 14 của Paris, Pháp. Kinh phí dự trù là 2.900.000 euro, trong đó có 1.350.000 euro được tài trợ từ chương trình bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của EU. Những loại nhựa đường được thử nghiệm có khả năng giữ ẩm, giúp làm mát mặt đường, giảm bức xạ nhiệt khi thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, lớp nhựa cũng có khả năng làm giảm âm thanh gây ra khi bánh xe tiếp xúc với mặt đường, nên hạn chế được ô nhiễm tiếng ồn, vốn là nỗi ám ảnh của cư dân các đô thị đông đúc xe cộ như Paris. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 vừa qua, Đài Loan, Trung Quốc đã đi tiên phong trong việc là cấm ăn thịt chó mèo bằng cách là thông qua dự thảo phạt tù lên đến 2 năm và phạt tiền lên tới 2 triệu đại tệ, tương đương là 1 tỷ rưỡi đồng. Và đối với những người giết mổ hay là ngược đãi động vật, dự luật này được ra đời trong bối cảnh phong trào bảo vệ động vật tại Đài Loan đang được chú trọng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà những mái nhà cưu mang động vật đang ngày càng mọc lên nhiều ở nơi này. Tại một trung tâm cưu mang chó khuyết tật ở Đài Loan thì những chú chó dù là bị hỏng hay là mất đi đôi chân vẫn có thể chạy nhảy, nô đùa nhờ đôi chân mới hết sức tiện ích. Những chú chó khuyết tật tại một trạm cứu hộ động vật ở Nam Đài Loan giờ đây đã có thể chạy nhảy tự do nhờ chiếc xe lăn được thiết kế đặc biệt dành cho chúng. Chi phí cho mỗi chiếc xe lăn chỉ bằng khoảng 1/3 chi phí cho những chiếc xe thông thường tại các bệnh viện thú y. Tại Đài Loan, đặc biệt là ở những vùng nông thôn,
nhiều chú chó thường đối mặt với nguy cơ bị gãy hoặc liệt chân rất lớn do bị ô tô cán qua hoặc sập bẫy mà người nông dân đặt để ngăn động vật phá mùa màng. Những chiếc xe lăn chính là đôi chân mới giúp cuộc sống của chúng vui vẻ trở lại. Thưa quý vị và các bạn, bờ phía đông nam của biển Bắc, giáp Đan Mạch và Hà Lan là một vành đai bùn và đảo. Bình thường nơi này bị ngập nước biển, nhưng mỗi ngày đều có hai lần thủy triều rút làm đổ ra 15 km thềm bùn rộng lớn. Khu vực này nổi tiếng với tên là Quách Đen và được mô tả là một trong những hệ sinh thái giang triều, hay nói cách khác là vùng đất thủy triều lên xuống cuối cùng trên thế giới. Sự độc đáo của nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu. Đến đây, phần tin nóng trong nước và thế giới xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Mong quý vị sẽ đồng hành với chương trình vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày và tin tức Đông Tây 24 giờ được phát sóng vào lúc 6 giờ. Chúng tôi luôn nỗ lực để đưa những thông tin hấp dẫn mới nhất và quan trọng là có ích cho cuộc sống hàng ngày của người dân. Chuyển động Đông Tây 24 giờ đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai cũng vào lúc 11 giờ.